Xin chào tất cả các bạn, ờ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách vẽ biểu đồ Barato ở trong Excel ờ, Từ cái bảng dữ liệu như này, các bạn sẽ vẽ được cái biểu đồ Barato như này Biểu đồ Barato là cái biểu đồ mà thể hiện cái quy luật 80-20 đúng không ạ? Đó, thế mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để các bạn vẽ được cái biểu đồ như thế này, các bạn nhé Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu như thế này. Đây là uh, cái uh, mình đánh uh, các cái tên lỗi đúng không ạ? Lỗi xuất hiện từ cái lỗi số 1 cho đến tăng dần lên. Và đây là cái số lượng uh, mà uh, khi mà chúng ta kiểm tra đúng không ạ? Uh, thì cái số lượng lỗi nó xuất hiện. Đấy. Thì uh, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ sắp xếp cái bảng dữ liệu của chúng ta uh, tăng dần, uh, giảm dần các bạn nhé. Đấy, thì các bạn bôi đen và các bạn vào data này các bạn chọn sốt sau đó các bạn sẽ sắp xếp theo số lượng lỗi và chúng ta sắp xếp từ, uh, uh, từ lớn đến nhỏ các bạn nhé sau đó chúng ta chọn ok như thế này đó thì lập tức là cái số uh, lượng lỗi nó sẽ là từ cái số lớn nhất đến cái số nhỏ nhất ở phía dưới các bạn nhé tiếp theo các bạn tính tích lũy thì các bạn nhập dấu bằng cho cái bằng cái số lượng lỗi bên này đúng không ạ cái ô phía dưới thì chúng ta sẽ bằng cái ô trước đó và cộng với cái lỗ tiếp theo như thế này và chúng ta kéo công thức xuống đó và tỷ lệ thì chúng ta sẽ lấy cái con số tích lũy này và chúng ta chia cho cái con số tổng ở đây và chúng ta cố định lại Nhân tư như thế này sau đó chúng ta kéo công thức xuống như thế này đây là tỷ lệ đúng không ạ rồi chúng ta đã có dữ liệu rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ biểu đồ như sau à, các bạn sẽ bôi đen hai cái cột này đúng không ạ chúng ta bôi đen hai cột sau đó chúng ta cần trôn để chúng ta chọn tiếp những cái cột tiếp theo đấy chúng ta chọn ba cột này các bạn nhé hai cột đầu tiên này nhấn cần trôn để chọn cột tiếp theo sau đó chúng ta chọn là insert đúng không ạ sau đó chúng ta sẽ chọn bấm vào đây đấy thì các bạn có thể chọn o chat ở đây nhé sau đó các bạn chọn cái biểu đồ mà có hai tầng này các bạn bấm vào đây nhé sau đó các bạn chọn ok rồi nó sẽ ra được như thế này đúng không ạ Tiếp theo là chúng ta muốn cho cái tỉ lệ lỗi nó là một cái đường đấy thì chúng ta sẽ làm như sau các bạn sẽ bấm vào cái biểu đồ đó đôi khi dữ liệu của chúng ta rất là nhỏ đúng không ạ chúng ta chọn thì rất là khó đấy vì nó là phần trăm mà đúng không thế thì khi đó thì các bạn làm như thế nào các bạn chọn một biểu đồ nhé đấy, sau đó các bạn chọn uh, chuột phải các bạn chọn là uh, các bạn bấm vào cái biểu đồ này bạn cứ, các bạn cứ bấm vào biểu đồ đấy sau đó các bạn À, chuột phải xong các bạn chọn format data series thì cái phần bên phải này xuất hiện nhé thì các bạn bấm à, bấm vào cái mục là series option các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ quan sát được là cái à, cái cột đúng không ạ cái cột trong cái biểu đồ đó thì chúng ta có cột số lượng nổi và cột tỷ lệ thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ các bạn bấm vào đây thì lúc đó là các bạn sẽ chọn được nhé khi biểu đồ của các bạn nó dữ liệu nó rất là nhỏ đúng không ạ phần trăm nó rất là nhỏ thì các bạn mà cứ chuột trực tiếp vào biểu đồ thì nó sẽ khó, thì các bạn sẽ bấm bằng chọn bằng cách như vậy các bạn nhé. Đây, các bạn bấm vào đây này, đúng không ạ? Bấm vào đây. Nhưng đầu tiên các bạn phải bấm vào cái uh, biểu đồ trước các bạn nhé. Các bạn bấm vào cái cột biểu đồ trước, sau đó các bạn bấm vào đây, thì các bạn mới thấy được nhé. Thì các bạn có thể chọn bằng cách này, thì nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Rồi chúng ta chọn cột tỷ lệ. Tiếp theo chúng ta chuột phải vào, sau đó chúng ta chọn thay đổi loại biểu đồ, bấm vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái tỷ lệ đó là cái biểu đồ biểu đồ line tức là biểu đồ đường như thế này. Mình tích vào cái phần bên này để mình chuyển cái giá trị sang bên phải các bạn nhé. Sau đó chúng ta chọn OK. Rồi thì chúng ta có được một cái đường như thế này rồi đúng không? À, vấn đề bây giờ là cái gốc này này, cái gốc của cái cái đường này thì nó phải là nó gốc không đúng không ạ? Tọa độ là không. Vậy chúng ta làm như thế nào? Thì để chúng ta chuyển được cái gốc đó về số 0 thì chúng ta làm như sau nhé các bạn sẽ insert thêm một cái dòng ở phía dưới này insert như thế này và sau đó các bạn sẽ đánh cái số 0 Đấy, mình bỏ cái màu sắc của cái phần này đi thì các bạn đánh số 0 ở chỗ này nhé đánh số 0 này sau đó các bạn chọn vào cái biểu đồ đường này nhé các bạn chuột phải sau đó các bạn chọn select data tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái tỷ lệ lỗi này đúng không ạ các bạn chọn exit này tiếp theo các bạn sẽ xóa cái phần này đi và các bạn quét chọn lại cái phần này đó sau đó các bạn chọn ok và ok thì lúc này cái 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 đường biểu đồ dây của chúng ta nó đã nằm ở gốc, tọa độ là gốc không rồi đúng không ạ tiếp theo à, chúng ta muốn à, cho nó thể hiện nó um, đây các bạn bấm vào đây nhé sau các bạn bấm vào dấu cộng này sau đó các bạn bấm vào cái mục này nhé các bạn bấm vào đây này các bạn chọn second uh, second đấy, secondary horizontal đúng không chúng ta bấm vào đây nhé sau đó cái phần ở phía trên này nó sẽ xuất hiện đúng không? đấy, cái phần phía trên xuất hiện này, là các bạn thấy như thế đúng không? rồi tiếp theo nhé, sau khi cái phần phía trên này nó xuất hiện này, thì các bạn bấm vào bấm vào nó nhé, thì các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới này, các bạn sẽ thấy cái mục là tích mark đúng không? tích mark và cái mục là on tích mark ở đây, thì các bạn sẽ tích vào cái mục on tích mark, thì cái các bạn thấy cái đường cái đường biểu đồ ấy nó sẽ đi bắt đầu từ cái tọa độ là số 0 nó về phía bên ngoài này, phía bên trái đúng không ạ? Nếu các bạn cứ để mặc định như thế này thì các bạn thấy nó nằm ở chân của biểu đồ của cái cột đầu tiên đúng không? Nhưng mà chúng ta tích vào đây ấy, thì nó sẽ nằm từ cái tọa độ là số 0 đúng không ạ? Đấy. Thế thì chúng ta chọn vào cái mục này. À, tiếp theo à, sau khi mà chúng ta đã chuyển được cái dây biểu đồ nó về cái tọa độ 0 rồi ấy, thì các bạn sẽ ẩn cái à, cái cái tên lỗi ở phía trên này đi bằng cách các bạn xuống chỗ label này các bạn chọn label nhé sau đó các bạn chọn label position để các bạn bấm vào đây này các bạn chọn lân nhé thì như vậy là chúng ta đã ẩn đi được rồi đúng ạ rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cái dữ liệu vào cho cái biểu đồ dây này đúng không chúng ta bấm vào đây nhé các bạn chuột phải và các bạn chọn là à, data label các bạn bấm vào đây như vậy là chúng ta đã thêm được cái Uh, số liệu vào đúng không? nhưng bây giờ chúng ta cần phải thể hiện phần trăm thì các bạn chọn vào con số đó nhé. sau đó các bạn chuột phải, các bạn chọn là uh, Format Data Label này, đúng không ạ? sau đó các bạn sẽ chọn là uh, uh, thể hiện là uh, phần trăm, đúng không ạ? đó. thế thì uh, uh, các bạn làm như thế nào? đó. các bạn chọn Number ở đây nhé. sau đó các bạn sẽ chọn là uh, tỷ lệ, chọn phần trăm ở dưới này. rồi chọn phần trăm và các bạn bỏ số 0 ở đây đi nhé. đấy để là để là số 0 ở cái mục này sau đó các bạn bấm ra ngoài Excel thì như vậy các bạn đã chuyển được về phần trăm rồi tiếp theo các bạn cần cho cái số nó lên phía trên thì nhìn nó rõ hơn đúng không thì các bạn sẽ chọn vào cái mục ở bầu ở đây nhá đó thì cái số nó sẽ lên trên cho các bạn rồi tiếp theo là gì tiếp theo là cái cái trụ của cái những cái biểu đồ cột này thì chúng ta cần phải thay đổi một chút xíu đúng không ạ thì các bạn sẽ để bấm chuột vào cái mục này bấm vào đây nhé sau đó các bạn chuột phải này các bạn chọn format acid nhé rồi thì chúng ta sẽ để con số maximum nó sẽ bằng là con số tổng kia là 311 và ở chỗ này sẽ là số 0 các bạn nhé sẽ là số 0 thì nó sẽ được như thế này đó nó sẽ được như vậy tiếp theo là nếu chúng ta muốn cho cái trụ cái biểu, biểu đồ này nó to ra một chút ấy, thì các bạn sẽ giảm về con số nhỏ thôi có thể giảm về không hoặc số rất là nhỏ thôi đấy như thế này đúng không ạ? thì chúng ta sẽ thay đổi được cái độ rộng của cái biểu đồ nhé các bạn nhé. rồi tiếp theo cái mục ở phía bên này, cái mục ở phía bên này các bạn nhé, thì các bạn sẽ sửa thành từ 0 cho đến một thôi đúng không ạ? từ 0 cho đến một các bạn nhé. rồi Đấy, cái chỗ này là mình sau khi mình thay đổi cái độ rộng của biểu đồ cho lên là nó thay đổi đúng không? chúng ta sửa lại các bạn nhé. Đấy, chỗ này là đúng rồi từ 0 cho đến là uh, từ 0 cho đến là con số lớn nhất là 311 là chính xác đấy các bạn nhé không cho số lớn nhất là 311 đó ok rồi nó sẽ được như thế này đúng chưa đó rồi cái phần uh, chat title này thì uh, các bạn có thể làm sửa thành là uh, uh, biểu đồ đẹp uh, đúng không Beato đúng không Roto chat chat này rồi mình tự cạnh. Excel. Các bạn viết tên gì tùy ý các bạn nhé Đó Đúng không Rồi cái phần ở trên này nó có một cái đường đúng không Các bạn bấm vào đây nếu các bạn không muốn thể hiện cái đường đấy thì các bạn bấm vào nhé Sau các bạn bấm vào cái Bình phun này thì các bạn sẽ chọn là low line ở đây nhé Chọn low line. Chúng ta bấm ra bên ngoài Đó nó sẽ mất cái đường đấy cho chúng ta Và nếu các bạn muốn áp dụng những cái mẫu nào đó thì các bạn bấm vào đây sau đó các bạn chọn design ở phía trên này nó sẽ có có cái mẫu tương ứng như vậy cho các bạn đấy đúng không ạ thì sau khi mà chúng ta vẽ được ra như vậy rồi thì các bạn có thể à, muốn áp dụng cái mẫu nào đó mà các bạn thấy nó đẹp đúng không đó rồi sau đó nhé các bạn sẽ bỏ cái đường nền kẻ lền của Excel đi như thế này các bạn vào view nhé các bạn bấm vào đây thì lúc này các bạn có một được cái báo cáo rất là đẹp đúng không ạ Đấy, đây là cái cách vẽ biểu đồ Barato Chats ở trong Excel các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé. Nếu mà trường hợp bạn muốn giỏi Excel, bạn hãy inbox cho mình các bạn nhé.